Giá lợn hơi hôm nay 28 tháng 4 các tỉnh thành miền Bắc không đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng từ 51 đến 53 nghìn đồng một kg. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam giá tăng giảm trái chiều ở cục bộ một vài địa phương. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng một kg. Trong đó, ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang giá thấp nhất 51.000 đồng một kg. Mức giá cao nhất khu vực là 53.000 đồng một kg được ghi nhận tại Thái Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng một kg. Trong đó, tại Quảng Bình, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng một kg về mức 51.000 đồng một kg. Thanh Hóa giảm một giá so với 27 tháng 4, còn 52.000 đồng một kg. Ở chiều ngược lại, hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi giá lợn tăng 1.000 đồng một kg lên 53.000 đồng một kg. Thị trường miền Nam, giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng một kg. Sau khi giảm một giá tại Đồng Tháp và Hậu Giang, thương lái đang thu mua lợn hơi lần lượt ở mức 53.000 và 52.000 đồng một kg. Hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh cùng nâng giá 1.000 đồng một kg, tương ứng đạt 52.000 và 53.000 đồng một kg. Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 100 đồng một kg so với ngày hôm qua, dao động từ 51.000 đến 51.700 đồng một kg. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô giảm 100 đồng một kg, Lâm Đồng giảm 100 đồng một kg, thành phố Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Lâm Hà, thương lái đang thu mua từ 50.900 đồng đến 51.000 đồng một kg. Giá cà phê tại Gia Lai, Kon Tum và tỉnh Đắk Nông hôm nay giảm 100 đồng một kg xuống mức 51.600 đồng một kg. Huyện Ea Hở Leo, thị xã Buôn Hồ và một số nơi trong tỉnh Đắk Lắk hôm nay thu mua cùng mức 51.700 đồng một kg. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long là một trong 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước, chiếm 12% diện tích tự nhiên và gần 18% dân số của cả nước. Dù diện tích và dân số chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với cả nước, nhưng vùng châu thổ này là trung tâm sản xuất lớn nhất cả nước về nông nghiệp và kinh tế biển, đóng góp gần 50% sản lượng thóc và 95% lượng gạo xuất khẩu, gần 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 60% lượng cá xuất khẩu, chiếm 70% sản lượng trái cây các loại của cả nước. Hòa Bình lặp lại, đặc biệt là sau thời kỳ đổi mới, miền Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đã chứng kiến những đột phá để tăng trưởng, thậm chí từng có những bước phá rào cơ chế trong cả nhận thức và hành động để có một miền Tây trù phú như ngày hôm nay. Ghi nhận của phóng viên VTC16 nhân dịp 30 tháng 4 kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước. Cà phê Tết Hậu Giang, một trong những thương hiệu tiên phong xuất khẩu thủy sản ngay sau công cuộc đổi mới. Đây cũng là đơn vị cán mốc kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 100 triệu đô la Mỹ đầu tiên tại Việt Nam. Từ những con tôm xuất khẩu của các doanh nghiệp như thế này, một ngành hàng tỷ đô của đất nước đã được tạo dựng. Và không thể không nhắc tới dấu ấn của doanh nhân Nguyễn Văn Kịch, người đã chứng kiến bao đổi thay của vùng đất miền Nam sau ngày nước nhà thống nhất. Việt Nam rồi đây là ngoài những cái người ta biết tới là có những cái nổi tiếng khác, mặc dù khó khăn, nhưng mà đồng bằng cũng sẽ làm ra những cái nổi tiếng mới với những cái sản phẩm mà phải nói rằng là có những cái nơi khác không có, mà đặc biệt ở đây không phải sản lượng mà kể cả chất lượng. Những chuyển biến mạnh mẽ này có được là nhờ sự thay đổi trong tư duy hoạch định chính sách cho quốc gia, nhưng sẽ không có một chiến lược nào có thể hiện thực hóa được nếu như không có những nỗ lực, không có những quyết tâm hành động của các doanh nghiệp. Đánh thức tiềm năng của mảnh đất chín rồng sau ngày nước nhà thống nhất, đó không chỉ là việc của một vài người, mà là khát vọng chung của một thế hệ doanh nhân nhạy bén. Rời chiếc áo lính, ông Phạm Thái Bình bắt tay vào làm kinh tế. Và cũng chừng ấy năm, ông chứng kiến bao đổi thay trên vùng đất mà xưa kia mình chiến đấu bảo vệ, đang phát triển từng ngày. Niềm tự hào về cây lúa, về hạt gạo đồng bằng luôn thôi thúc nhiệt huyết trong người lính năm xưa. Khi cái hội nghị APEC được tổ chức thì tôi thấy một loạt các cái thương nhân ở Thái Lan đi vào thăm công ty chúng tôi mà họ học tập cái mô hình cánh đồng lớn liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân. Thì chưa chắc là Việt Nam của chúng ta đã thua Thái Lan, nhưng mà cái cách sắp xếp tổ chức như thế nào đó thôi. Thế cho nên là ở đây không phải là ước mơ, mà chúng tôi sẽ phấn đấu làm sao đó để mà xây dựng được là cái chuỗi liên kết sản xuất của cái ngành hàng lúa gạo. Trong quá khứ chúng ta hiểu, chỉ trong một năm thôi, từ chỗ nhập gần 1 triệu tấn gạo chúng ta sang đủ ăn, chỉ trong một năm thôi. Và năm thứ hai là chúng ta có xuất khẩu. Tôi tin vào người Việt Nam mình, tin lần này nếu chúng ta quyết tâm thì chúng ta hoàn toàn có thay đổi được cái tình thế.
Gần nửa thế kỷ sau ngày nước nhà thống nhất, Việt Nam đã chủ động xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại, tạo dựng nền tảng và dư địa cho điều hành chính sách vĩ mô, từng bước làm chủ các công nghệ sản xuất tiên tiến. Trong những lúc khó khăn, nông nghiệp luôn được đánh giá là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế. Và như vậy, càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của vùng đất chín rồng phương Nam. Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị cùng với chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 78 không chỉ là hành lang pháp lý mà còn là kim chỉ nam, là cẩm nang để đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thế đi lên cùng cả nước. Khép lại chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và dự báo đến khoảng gần sáng và ngày mai 29 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó thì ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2 đến cấp 3 và vùng ven biển là cấp 3 và cấp 4. Ngày và đêm 29 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời sẽ trở lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong nền nhiệt từ 19 đến 22 độ. Vùng núi có nơi dưới 19 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 28 đến ngày 29 tháng 4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm và có nơi là trên 80mm. Chuyển sang thời tiết tại khu vực miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế chiều tối nay, ngày 29 đến ngày 30 tháng 4 sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm và có nơi trên 50mm. Trong cơn dông thì cũng đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Nam Bộ, hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 35 đến 36 độ và có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp và phổ biến từ 40 đến 65%. Từ ngày mai 29 tháng 4 thì nắng nóng ở Nam Bộ sẽ giảm dần. Trên biển, từ ngày 29 tháng 4 ở Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5. Khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 và sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động. Hiện cũng đang là thời điểm cây vải ra quả non, thời tiết diễn biến thất thường cộng với sự thiếu cân bằng dinh dưỡng là điều kiện khiến cho cây vải rụng quả non. Bà con cũng cần chú ý các biện pháp chăm sóc để hạn chế tình trạng rụng quả non như sau. Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, cân đối và hợp lý cho cây, bón phân đúng thời điểm. Ngoài ra cần tỉa cành, tỉa quả để đảm bảo chất lượng quả, tỉa quả cho cây giảm bớt số lượng quả, giảm tình trạng tranh chấp chất dinh dưỡng và theo dõi tốt tình hình sâu bệnh hại trên cây để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối của chương trình là thông tin thời tiết cụ thể vào các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.